thú thích phiêu lưu đi khắp muôn nơi không chút âu lo. Tạo video cho người hâm mộ, các bạn fan của chúng ta vui vẻ cùng nhau mỗi lúc trò chơi trải nghiệm muôn nơi, cùng nhau vượt qua mọi thử thách mới. Cuộc sống của chúng ta là thế đấy, mà nên tìm cười cho cuộc sống mỗi ngày. Nào cùng nhảy múa vui lên, biệt đôi bao thù không, không bao giờ dừng lại. Cuộc phàm cô vũ mỗi ngày, phiêu lưu thôi, chẳng ngần ngại điều gì. Xé bản tên ở sân bóng, nhưng với một phiên bản rất khác. Bởi vì lần này mình sẽ làm theo yêu cầu của một bạn fan với một luật chơi rất là dài luôn. Luật thứ nhất, tất cả các thành viên của biệt đội báo thủ không ai được bầu ai. Luật thứ hai, không có bất kỳ thủ môn nào cả. Luật thứ ba, ai mà lấy được bóng trước sút vào trong gôn thì sẽ có 1 hoặc 2 phút đi tiêu diệt những người chơi khác. Chẳng hạn như mình như nè, mình cầm trái bóng của mình chọi cái vô đầu con gậy yêu dấu luôn. Luật số 4, khung thành bên trái sẽ có 1 phút. Luật thứ 5, khung thành bên phải có 2 phút. Luật thứ 6, trong suốt thời gian 1 hoặc 2 phút, người sút được bóng vào sẽ lấy bóng, chọi, ném hoặc đá những người chơi khác. Ai bị trúng thì sẽ bị xé bản tên, trúng nhẹ cũng tính luôn. Những người chơi khác phải sinh tồn để không bị loại. Luật 7, con gái được chọi, ném, đá. Còn con trai chỉ được đá. Sau khi kết thúc 1 hoặc 2 phút đó, những người chơi nào còn sống sót sẽ đứng trong cái vòng tròn này. Hãy bóng lên và tìm ra người cuối cùng cần giữ bản tên sẽ là người chiến thắng. Bắt đầu. Chết rồi. Mình cơ hội của mình. Ê, ê, ê. Cơ hội của mình. Mình lấy 1 phút thôi. Mình lấy 1 phút thôi. Giao rồi. Chạy thôi. 1 phút bắt đầu. Không xong, mình có thể né được nha các bạn. Đứa nào đây? Amon đá mà Amon có chọi đâu mà mình sợ. Ra chạy tiếp. Chạy tiếp bạn ơi. Tới khi nào Caramel thông báo hết thời gian thì mình mới hãy cho bóng lại như cũ nha bạn. 25 giây. Chơi trò này còn mệt hơn đá banh nữa. 25 giây là hả? 5 giây cuối các bạn ơi. Vẫn còn cơ hội. Hết thời gian. Quá phản gốc nha các bạn. Rồi. Hai phút. Rồi xong. Rút đau. Hết cứu rồi, quay xe đi. Anh Môn gà, anh Môn đó không chúc mình đâu nên mình đi bộ luôn nha các bạn. 2 phút, bắt đầu. Trời ơi, trời chạy tới tuột quần. Ai sẽ là người lên dĩa đây? Hồi cứu sút. Cái bạn nó ở ngay chỗ chân mình luôn. Hên quá. Chưa chết. Thế nữa mình há được gì cái rồi. Đá em nè Mon. Những người chơi đằng xa không à. Ừ cũng có chút. Chạy nữa. Trời chơi này khó hơn mình tưởng rất nhiều rồi. Còn 1 phút 23 giây. Quá tiêu tốn thể lực đi. Mình sẽ tập trung hết mình. Thực hiện một cú sút. Hụt rồi. Tí xíu nữa là lấy 200 đao mà. Dạo đầu của các kẻ địch. Mình không nghĩ anh Mon có thể đá chúng ai đâu. Mình sẽ đi lại gần. Ô, chết mẹ rồi. Mình đang đợi Mon lại gần đá mình luôn nha các bạn. Cứu mẹ, cứu mẹ. Chẳng còn thời gian. 12 giây nữa. 12 giây lấy một con chuột. 3-4 con chuột luôn. Dạ Mon là không đá chúng ai luôn nha các bạn. Hết thời gian. Yeah, hết thời gian các bạn ơi. Không một ai bị lỗi ở vòng này. Đá thật đó. Giao rồi. Chết rồi thằng Thành. Thằng Thành nó đá vô khung thành ơi. Bây giờ mình phải đá trái banh này vô mấy con chuột đằng trước thôi. 1 phút bắt đầu. Mình quá, mình né kia. Mình sẽ đi từ từ kè theo bạn này nhé bạn. Thành ơi, tới tao nè. Bạn ơi, bạn à, tới nè bạn ơi.
Anh mau lên dĩa, anh mau lên dĩa. Trời ơi. Cố lên. Liên thành công không? Trúng rồi. Rồi xong, Ngọc đã lên dĩa rồi nha. Hết thời gian. Bản tên đầu tiên của cái trò chơi này đã thuộc về mình. Mới có một thí sinh bị loại thôi. Bắt đầu. Yeah. Lại là Thần Thành. Trò chơi này giống như là dành cho Thần Thành với anh Mon vậy đó các bạn. 2 phút bắt đầu. Trong thời gian 2 phút này, bất cứ ai chạy vào quả bóng bằng cách nào đi nữa, miễn chạm là sẽ bị xé bản tên và thua cuộc. Giờ tụi mình lại phải chạy rồi đó. Bây giờ mình phải đá chị Vi mới được. Mình đã tìm ra mẹo của trò chơi này. Chỉ cần đứng sau lưng của cái người sút bóng là ok. Đừng đứng trước mặt nó. Càng ngày không còn sức để đá nữa. Còn 1 phút. Cứu bổ rồi. Thôi rồi anh cười chung. Anh Mon mới vừa thoát được một kiếp nạn rồi các bạn. Anh Mon là một người chơi rất là mạnh trong trò chơi này. Mình rất hy vọng anh Mon lên dĩa luôn á. Còn 30 giây nữa. Tranh thủ lên thôi. Cứu bé, cứu bé. Mình sẽ chạy theo chị Vi nha các bạn. Coi chừng chúng em nó nhắm vô chị đó. Chị Vi đằng trước. Mà còn có chúng chị Vi rồi. Hết thời gian. Xong. Bản tên thứ hai đã được mình thu thập. Còn 5 người trên sân. Bắt đầu. Đây là cơ hội của mình. Yeah. 2 phút bắt đầu. Tiếp tục là những quả đá của mình. I'm on. Không trúng ai hết. Xem bạn gỡ thằng Thành cho em. Đúng rồi. Mình sẽ trả thù cho con ghẹo yêu dấu của mình. Dạ, ai là một trong những người mạnh nhất trên sân. Chạy, chạy ai mà chạy hướng nào luôn hả, chạy hướng đâu. Mình đang dồn ngạch vào góc. Một tẹo nữa thôi. Còn 1 phút 15 giây. Anh Mon này cố gắng triệt hạ Thành. Sao không quá bạn ơi. Cố lên ghệ yêu dấu. Ở đằng kia đang đông. Chỉ cần xuất đại, khả năng chúng ta rất là cao. Trời ơi. Mon bị mắc lé rồi, không trúng một ai hết. Mình nói chị hết nổi luôn rồi. Chắc anh Mon chỉ thiên Thành ơi, chắc không chứng mình đâu các bạn. 30 giây cuối. Cố gắng, sống sót trên cái sân này nha bạn. Mình phải đi xa anh Thành với các bạn. Anh Mon đang nhắm về thằng Thành. Tụi nó ném mình ra, mình sẽ hít tụi nó lại nha bạn. Trong suốt mấy lần nãy giờ, mình không may mắn lần nào sao. Ôi. Hết thời gian. Mình thật là cùi phía các bạn ơi. Chưa ai bị lỗi nha các bạn. Trận đấu tiếp tục. Lại là cơ hội của mình. Trời ơi. Lần này mình sẽ lùa anh Thành. Giao. Thôi mình đi trước nha bạn. 2 phút bắt đầu. Cho thằng Thành lên dĩa cho em. Mục tiêu tụ quần luôn á bạn. Chính là tụ quần luôn á bạn. Thằng Thành mày đi sớm tao ra đi Thành. Nãy giờ mình chạy thôi mình cũng mắc tụ quần luôn á bạn. Mệt quá bạn ơi. Khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều. Không trúng mình rồi, chạy thôi. Có lẽ mình nên thay đổi biệt danh cho Mon nha các bạn. Nên đặt là Mon mắt lé. Hai con mồi trước mắt luôn. Một trong hai con. Mon mắt lé. 20 giây. 20 giây cuối cùng, cố lên. Lẽ thân may mắn có mỉm cười với mình không? Rồi xong. Hết thời gian. Bây giờ mình sợ anh Mon luôn rồi đó. Chạy mày ơi. Cái khung thành trà bá vậy mà ổng đã hụt được cũng hay. Mình thấy trong trò chơi này Nhi với Ngân Chuột không có cơ hội để mà giành được trái banh luôn á. Bây giờ mình phải cố gắng nắm lấy cơ hội. Vào rồi. 2 phút bắt đầu. Khém nữa là Nhi lên dĩa rồi. Mấy thằng con trai quá là mạnh. 1 phút 18 giây. Không ổn rồi.
Mình đã đi trước thẳng chỗ đó luôn. Thằng Thành đang nhắm tới Amon. Amon đang ngay đường bóng. Ủa Thành nó bị mắc lé nha bạn. Còn 40 giây nữa nha. Hết thời gian. Mình quyết định làm trò chơi này trở nên khó khăn hơn bằng cách chỉ chơi nửa sân bên sân 2 phút. Bất kỳ ai đi vượt qua cái đường màu trắng giữa sân, người đó sẽ bị xé bản tình. Bắt đầu. Rồi. Ở đây có một con chuột nè, ở đây nè. Hên quá. Một tẹo nữa là mình lên dĩa rồi. Mình sẽ cố gắng trụ lâu nhất ở trong cái video này. Cái này khó hơn mình tưởng. Lại là một thanh niên mắc lé nha. Còn một phút 20 mấy giây nữa thôi nha các bạn. Đây, xuất đó. Trời xíu xuất anh Bon rồi. Còn 57 giây. Với người chơi nào cầm bóng thì có thể đi hết sân. Còn những thành viên khác không được qua bên kia. Anh ta sẽ xuất ai đây? Anh ta đã đi về phía mình hoài luôn. 10 giây. Tài đang nhắm vào anh Mon rất là tập trung luôn nha các bạn. Không buông xa. Ai đây? Yeah. Hết thời gian. Để tăng sự khó hơn nữa, tụi mình quyết định dời tất cả các người chơi về vòng cấm. Bất kỳ ai đi ra khỏi vòng cấm này sẽ bị xé bản tên. Trò chơi sẽ tiếp tục. Bắt đầu. Mọi người sao đây? Anh Cameron đá dạy cho mọi người đi. Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Và mình sẽ là người đá. Đó đây. 2 phút bắt đầu. 2 phút bắt đầu. Con mồi nó sẽ lên dĩa dưới đây. Mọi con áo tím. Nhưng không, mình thích con áo này hơn. Hy vọng lần này Amon sẽ hết mắc lé. Người chơi đã đang giữ bóng có quyền đi ra khỏi chỗ này. Nhưng khi thực hiện cú sút phải đem nó vào vòng cấm để sút. 1 phút 20 giây. Mình chỉ cần bay thôi. Cố gắng vượt qua thử thách nha bạn. Ai sẽ lên dĩa? Thật khó quá đi. Lùa vào vòng cấm qua. Qua. Lên dĩa. Tại hai nếu đã lên dĩa. Còn bao nhiêu thời gian nữa? 50 giây. Còn 50 giây nữa hả? Trời. Hai đứa lận. 30 giây cuối thôi. 3-4 con mồi cùng một chỗ. Thành. Trời ơi, mình mong thằng Thành lên dĩa lắm luôn á. Tiếp tục. Ây da, xuyên nhiễn. Hết thời gian. Tuy là mình té nhưng mà mình không bị lội. Đúng là một kỳ tích. Để coi lát nữa kỳ tích thế nào. Chiến lợi phẩm đầu tiên, tài hai néo. Cắn heo miếng này. Gãy, muốn gãy răng luôn trời. Rồi xong. Nè, anh giật cái heo ép liền nha, giống heo nha. Ủa, cái heo nó kêu ô mai chuối hả? Hả? Heo ở Bình Dương. Mình đi ra chơi với chị Vi nha các bạn. Nhào vô. Là thành. Trong cái tình hình này chắc là mình sẽ bắt đầu. Trời ơi, bắt đầu rồi. Chưa kịp nói nữa. Rồi ai đây? Anh Lượt, ăn chuột, nhây. Nè, bạn ở đây nhiều máu nè bạn. Ai là người may mắn đây? Yeah. Ăn chuột hả? Ai chi kìa, chi kìa. Có khả năng thằng Thành nó nhắm tới con chuột nha. Chắc chắn luôn rồi. Ăn chuột hả? Yeah. Yeah. Con chuột. Con chuột rất đẹp. Rồi, chuột lên dĩa. 1 phút 10 giây. Yeah, chuột hai món rồi các bạn ơi. Trái banh nó sượt qua cái đứt từng món. Còn 30 giây. Các bạn nghĩ 30 giây mình có thể hạ Nhi được không? Trời,
sao đây? À không sao hết, mình sẽ để lên đây sút. Để chơi. Ê hậu ấy mình sút ngược lại được, sút chiều này sút chiều khác ơi, trên đầu sút không được nữa. Okay. Đầu nó còn lành, chỗ này nó không lành đâu nha. Ok thôi, hãy ngược lại bạn ơi. Thôi bây giờ bạn ngược lại đi, mình chấp nhận. Cố lên. Ủa rất lại thôi kệ nó đi chạy hết thời gian. Là màu cho cố vô, cuối cùng mình cũng đã diệt được hai đứa mạnh, còn trụ lại đó là ngon chuột và nhỏ này tính sao cũng được. Trận quyết chiến sẽ tìm ra người thắng cuộc trong video xé bản tên sinh tồn trên sân bóng bắt đầu. Má ơi, Nhi chụp lại Nhi. Má ơi, xong rồi. Hai phút bắt đầu. Bây giờ mình đã có 2 phút để giết con Nhi. Bắt đầu rồi đó, nãy giờ 10 giây rồi. Và chúng ta còn bao nhiêu phút? 1 phút 10 giây. Trời ơi, anh đang nè. Còn 40 giây nữa. 40 giây nữa. Bây giờ mình vô đường cùng ơi. Chúng rồi. Cuối cùng. Chạy chạy uống đậu rồi. Chạy 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 chạy. Ngu nè. Trẻ ngu nè. Yeah, hả bạn ơi, yeah. Nó mừng tới khóc luôn á bạn. Công nhận nó chơi rất là hay. Ngon chuột, Nhi. Vậy là ngày hôm nay người chơi xuất sắc nhất chính là Thành. Với 5 bảng tên đã được xé bởi Thành luôn. Và nếu các bạn thích tụi mình làm những video về đá bóng, đá banh cái gì đó thì hãy cho bình luận lại những trò chơi mà các bạn nghĩ ra với những cái lượt chơi hành cho các bạn đầu clip nha. Và bye bye, hẹn gặp lại. Bye.